Mới đây, một bộ show hải ngoại khá nổi tiếng đã có bài viết chia sẻ về Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Bộ show này đề cập đến chuyện mà ai cũng thắc mắc, đó chính là cát xê thực tế của Hồ Văn Cường là bao nhiêu. Sự thật không như mơ. Dù với danh tiếng là quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016, nhưng Hồ Văn Cường vẫn không đủ độ nổi và không có sức hút đến mức được các bầu show hải ngoại săn đón. Điều khiến cho họ phải mời Hồ Văn Cường là vì có tên tuổi của Phi Nhung chống lưng. Phía quản lý của Phi Nhung cũng đưa ra yêu cầu là muốn Phi Nhung nhận lời tham gia show thì phải có Hồ Văn Cường đi kèm. Bầu show này kể, anh đã mời Hồ Văn Cường chỉ vì nể Phi Nhung. Hơn hết, Hồ Văn Cường hát miễn phí cho show, phía show chỉ lo visa và vé máy bay. Bầu show này kể, thực tế một working visa là 1.200 đến 1.500 AUD, một vé máy bay khứ hồi khoảng 1.000 đến 1.500 tùy vào thời điểm. Vé máy bay nội địa kèm theo khách sạn trong thời gian lưu diễn cũng hết 3.500 đến 4.500 AUD cho mỗi người. Với số tiền đó bỏ ra cho một người không có tên để bán được vé thì cũng đã là một vấn đề khó khăn lắm rồi. Nhưng vì để mời được ca sĩ Phi Nhung trong thời điểm đó, bắt buộc phải chấp nhận lời đề nghị kẹp gà miễn phí của quản lý Phi Nhung. Sau lần này thì Hồ Văn Cường cũng đến Úc lưu diễn thêm 1 đến 2 lần nữa và cùng chung một điều kiện là đi diễn miễn phí, chỉ là vé máy bay và visa. Tôi muốn xác minh điều này để mọi người dù đang ở đâu đó khi đọc được những chia sẻ này thì hiểu rõ hơn về cái được gọi là cát xê của Hồ Văn Cường khi đi lưu diễn tại hải ngoại. Cách đây 2 hôm, khi xem livestream của Trung tâm Thúy Nga, tôi lại phát hiện điều thú vị hơn nữa là ekip của cô ca sĩ Phi Nhung còn phải bỏ tiền ra lo cả vé máy bay và visa cho Hồ Văn Cường qua Mỹ diễn cho Trung tâm Thúy Nga. Vậy thì quý vị cũng đã có một sự nhìn nhận rõ ràng hơn nữa với chia sẻ của tôi trên cương vị của một nhà tổ chức tại Úc. Không chỉ thế, bộ show này còn tiết lộ lý do vì sao các ca sĩ thường để quản lý giữ tiền và gián tiếp vỗ mặt cho những ai cho rằng Phi Nhung giữ tiền cho Hồ Văn Cường. Thêm một sự thật khác, thông thường các nghệ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn không làm việc trực tiếp với tổ chức về cát xê cũng như nhận tiền cát xê. Vì sao? Vì nghệ sĩ không thể đôi co trả giá bớt 1-2 với nhà tổ chức. Nhiệm vụ của họ là gì? Họ chỉ biết khi lên sân khấu là cống hiến hết mình với khán giả. Bởi ai đó đang nói lên tiếng của Phi Nhung đã giữ tiền cho Hồ Văn Cường là một sự vu khống, thiếu hiểu biết. Hơn nữa, đừng nói những điều không phải với người đã khuất, nghiệp này trả hoài không hết được đâu. Cuối lời, vị này cũng gửi đôi lời đến Hồ Văn Cường. Cường à, trước ngày mẹ Nhung bị bệnh, chú vẫn nhắn tin thăm hỏi con. Chú vẫn hỏi con về việc học, kể cả những việc con đi Úc. Con trả lời như thế nào thì tin nhắn của con vẫn còn ở Facebook. Ngày hôm nay, tin mẹ Nhung mất, chú cũng liên hệ với con và khuyên con phải giữ vững tinh thần. Vì sao? Vì chú luôn nghĩ con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu biết mọi việc. Ngay cả hôm nay, chú liên hệ với con, chú vẫn tin tưởng con là một người con hiếu thảo với cha mẹ. Con hãy bình tâm lại và suy nghĩ thật chín chắn, thấu đáo để biết đối phó với những cạm bẫy của kẻ đang cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa con và gia đình. Con hãy nghĩ không có công sinh thành thì có công dưỡng dục. Chú vẫn không thể nào hiểu được vì sao con im lặng để nhìn thấy sự chà đạp của người khác với mẹ con. Mà hơn thế nữa là người con gọi là mẹ lại không còn nữa. Hay con cố tình im lặng cho một dấu chấm hết, một sự kết thúc. Con nghĩ xem, những người đồng nghiệp với con, họ nghĩ gì về sau này nếu con tiếp tục làm nghề. Với sự im lặng của con thì cũng là dấu chấm hết cho liên hệ giữa con và chú.